Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Thì nay mình sẽ tiếp tục series con Dead Space nhé. Ok, trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Để tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé. Kênh nếu mà bạn nào chưa coi tập trước thì Dead Space là một cái tựa game kinh dị. Trong đó mình vẫn chưa biết tại sao những người này bị nhiễm bệnh và biến đổi thành quái vật. Về những con quái vật đó thì tự nhiên tàu mình tới đây để nghiên cứu, tại vì mình đọc được một cái bức thư. Có một bức thư về con y tá. Con y tá nó gửi tới. Cho nên là mình với lại phi đoàn của mình tới đây để tìm kiếm. Đây đây hình như là kỹ năng mới. Con này tự nhiên chết rồi. Đùa. Mình thấy là mấy cơ thể trong đây nó dễ đạp lắm nha, đạp một cái là tét à. Hóa ra là cái kỹ năng đó là cái là mình bấm F, mình bấm F để mình nâng mấy cái này lên. Còn cái gì ta, cái E, cái giảm thời gian là cái nào? Tự nhiên mình quên cái giảm thời gian rồi. Lên phô nghĩa là xuống ấy hả, hình như đạn xuống phun lửa hả? Ivan, are you there? We were attacked. Kendra's gone. One minute she was there, and I can't believe I lost her. We can still do this. Còn Kendra thì nó bị mất tích rồi. Đạn, đạn giờ mình nhiều quá. Looks like the crew barricaded the door to the emergency wing. We have to blow through it to get to the morgue. Get some thermite from medical storage and a shock pad from zero G therapy. Should be down the corridor. Communication is useless in all this static. Rồi bây giờ hình như mình còn phải lấy hai thứ, một cái là thuốc giảm đau hay sao? Medicine. Có nhiều đường đi thế, mình biết đi đường nào bây giờ? Nãy là mình vô cửa nào ấy nhỉ? Ừ, đúng rồi, mình đi bằng cửa này. Mình đi chỗ này. Mình thiếu, mình phải lấy cái bom mình đặt chỗ đó. Bây giờ phải đi tìm cái bom nè. Như là cái đó là cái bình nạp năng lượng. Bấm chữ C, bấm chữ C là mình có thể làm chậm được. Ok mình nhớ rồi. Bấm chữ F là để nâng đồ lên, bấm chữ C là để làm chậm. Đạn súng lát, đạn của súng lát ma mình có nhiều quá cho nên là bây giờ không thể mang thêm được. Tiếng gì thế? Không vui đâu. Tối thui à. Một con. Hai con. Con này biết bắn xa. Mày hỗn. Hỗn hào biết quen. Sau lưng
Tối quá mình không thấy được đường luôn. Mong là bên dưới không có con nào nhé. Ở bên trên là mình cử hết một bầy rồi đấy. Vậy ở đâu vậy? What in God's name is going on down there? I think that's precisely the point. God's work. I'm not so sure. We have to assume that the cosmic problem is somehow connected to the marker. You can assume all you want to. I do not. The marker is glorious and divine. You. Con này biết đỡ rồi. Giọng nó là nó đỡ được. Anyway, we'll have it on board tomorrow. You can analyze it all you want to. What are you so worried? Hai con trong phòng. Hai con trong phòng. Captain, people are dying down there. Đỡ một cái. Is this madness? The transformation unitology teaches us. Doctor. Con. Captain. Con chui lên. Con chui lên được. There will always be risk when the stakes are high, and here. They're enormous. It could change everything. And that's what worries me. Như ở ngoài còn vài con nữa. Còn. Đi luôn rồi. Ồ, hóa ra là mình phải diệt hết cái đống này thì nó mới bắt đầu nó mở cửa cho mình. Mình ngồi phút nãy là vừa căng thẳng lắm. Tại sao thì nó tối mà mấy con nó ra nó tấn công mình liên tục nữa. Cái bình hồi năng lượng không được rồi. Đây. I finally convinced Jurgens to show me the video feed from the colony, and what I saw was glorious, breathtaking. Miners undergoing a transformation into something extraordinary. I must know more. Even as the believer within me wants to become one of them, the scientist needs to uncover their secrets. I need to study one of these necromorphs, as Kine so clinically puts it. I need to witness this infection firsthand. The patient from the colony. Cái tựa game này quá ớn mà. Nó được xem là game kinh dị. Bởi vậy nó mới ớn như thế. Đạn không ta? Ok, có chỗ xếp rồi. Quên, mình có cái kỹ năng là mình bấm nút B là mình có bấm nút B là mình có thể biết được cái đường nào mình cần đi. Ok ok. Đó. Cửa không mở. Xin lỗi anh ơi. Cửa không mở mình bắn cũng không bể cửa luôn. Xin lỗi.
Cái số anh ấy là bắt buộc phải chết rồi. Game nó bắt vậy. Con này khỏe vậy. Còn nhúc nhích nữa kìa. Chỗ này toàn là thai nhi không ta? Nó thí nghiệm trên con người à. Mình thấy một con ngay đây nhá. Rút ra đây. Hết hồn rồi. Hết hồn rồi. Không ngờ luôn. Tụi này ác tới độ mà thí nghiệm chết con người. Nó biến đổi ấy. Hình như là mình nghĩ là nó chế ra một cái vaccine rồi đó để chữa bệnh thôi. Nhưng mà nó không ngờ là những cái vaccine của nó lại gây ra tác dụng phụ như thế này. Alright, that thermite you picked up should be able to melt through the barricade. Use the shock pad to ignite it. Hope I can hold this position. I can hear something big moving out there. Oh. Gọi cái thanh niên. Còn nói là nó còn nghe cả tiếng gì đó lớn ở ngoài đó chứ. Đừng có hù nhau vậy chứ. Có tiếng. Một con. Con thứ hai. Game này thiệt sự là thứ nhất là nó tối nó với lại cái âm thanh của nó nữa, nó dễ làm cho mình bị giật mình lắm. Chưa đặt bom được chỗ này, mình còn phải đi ra đường này để mình kiếm cái quả bom. Hình như là mình lấy được một món rồi, còn món còn lại bị chặn ở chỗ kia. Cái này tối thế. Tiếng gì cứ bịch bịch đó. Wow. Oh. Nó không cho mình bắn con này đó. Oh. Tự chết luôn. Sao vậy hả? Hình như là cái đó là cái dạng mà vẫn đang trong thời kỳ biến hình thế đó. Đùa. Game này là giật mình là chủ yếu. Lúc này tự nhiên chuột nó cứng rồi. À, với mấy cái tài liệu đây có một chỗ ở trong não. Và khi tụi này xâm nhập được, hình như tụi nó biến đổi cơ thể thôi. À đây là cái cục để mình nâng cấp, nhưng mà không biết là mình có lượm được cái gì không để nâng cấp bây giờ. Ok, mình có một cái.
Nghe là không khí à. Ok, mình sẽ nâng cái điểm ở đây đi. Tuy là điểm này nó không có tác dụng gì, nhưng mà nâng cái điểm đó thì mình mới có thể nâng được tới điểm máu được. Nó nâng theo cây ấy. Khúc này là mình cần phải sử dụng cái đẩy nè. Đẩy qua một bên. Ồ. Phải có tiếng động. Lấy con bò. Biết mà. 1000 Reddit lấy luôn. Reddit là đơn vị tiền tệ trong game này nhé. Để sao đây? Hình như là mình phải lắp cái cục pin này vô trong kia. Chắc là phải vô đây, vô cái phòng này trước rồi. Ok, lại thêm một cục lưu cấp nữa. Ồ, khốn. Thằng khốn. Thì pha đó đúng giật mình luôn. Không có để ý, tự nhiên nó nhảy xuống cái đùng rồi. Không có gì đây. Inventory của mình đầy mới đâu. Drop đi. Để mình kiểm tra thêm mấy cái này nó làm gì. Chả biết nữa. Mình chả biết mấy cái đó nó có công dụng gì nữa. Phải hình như mấy cái e. Mình không biết có phải là mấy cái e là dùng để mở thêm mình battery không nhỉ. Chẳng biết. Cái này bị khóa rồi. Nãy mình thấy có cái thang máy ngay đây mà. Như là phải kéo cái này qua đây. Để cho mình có đường đi vậy mà. Có tiếng động. Good, good, good. Ủng hào, còn một con nữa. Mày. Ê. Đập đạn lại cái. Game này là nó chỉ là khiến mình hết hồn thôi chứ nó ấy, nó cũng bình thường. À, mỗi bộ giáp đều có cái khoảng thời gian cho mình thở. Cái gì bên ngoài kia kìa. Ở đây.
Chết đi. Ô, 1000. 1000 relic luôn. Quá nhiều. As you know, the Ishimura is able to set his gravity locally. Your grav boost will kick in when you enter a zero G area. Ok, khúc. Khúc này mình thở được rồi. Vậy là mình chỉ còn mà mình đi ra những cái khu vực nào mà nó bị phá hủy rồi đó, là nó sẽ bị hết oxy. Rồi sao đây? Ồ, mình bật cái chế độ không trọng lực. Giữ lúc này rồi bấm control. Ồ. Vậy là mình hiểu rồi. Vậy là lúc mà ở trong cái khoảng mà không trọng lực ấy, mình có thể là bấm control, mình chọn địa điểm để mình đáp được, chọn địa điểm để mình phóng qua bên kia được. Dẫn vô đi. Phòng này chưa gì vô đã thấy máu rồi. Đây, quả bom đây, quả bom đây. Great. You got a shock pad. Combine that with the thermite at the barricade to destroy it. Shit. I can hear more coming. Moving through the vents. Stay safe, Isaac. Có tiếng động nha. Tối quá mình không thể thấy được. Ok, bây giờ là mình phải ra chỗ kia mình đặt cái quả bom. Đặt cái quả bom để mình vô cái phòng y tế mình lấy thuốc giảm đau, medicine cái kiểu. Nói chung là mình lấy thuốc men cho tụi nó. Game này có khá là nhiều cơ chế luôn á, nào là cơ chế dừng thời gian, rồi chuyển đồ vật các kiểu, rồi thêm cả cơ chế, nữa là thêm cả cơ chế không trọng lực nữa. Nói chung là đánh giá con game này là hay, bởi vậy tại sao người ta nói là cái con game này nó hay đối đầu với lại con Rysic. Cũng là về người ngoài tinh, nhưng mà con này có điều là nó ghê hơn. Ý. Xuất ra nào. Chết có cần phải bám mất cửa không? Inventory của mình lúc nào cũng full thôi. Không biết nó đánh hơi ở đâu mà nó thấy mình nhanh thiệt. Anh mày thấy mày đang chui rồi. Mình đi ra đây cái mình thấy nó chui chui. Hết hồn, tưởng còn một con nữa. Bò ở trên tường này thì đứng trên tường, tưởng đứng trên tường là sống mà.
Còn hết trong này nó cho nhiều là đạn thôi. Giờ mình có thể hack được phòng này rồi. Mở ra, mở tủ ra lấy Reddit. Bình máu bự, ok. Cái này là gì, bút thương. Không cần thiết. Lấy luôn cả bình máu bự. You found something down there, didn't you? Yes. We found something. So the texts were right. Cái này là cái gì vậy? All this time, I wouldn't be certain of that. There was nothing divine in what I saw. We must embrace this. We are the first witnesses. Matthias isn't letting anyone down in the colony. It's under quarantine until we learn more. To hell with Matthias. He of all people should know that this is greater than him or the operation or even the company. This is our deliverance. Keep your damn voice down. Mình bán những cái này ở ngoài cửa hàng thì mình sẽ được credit. Only the worthless and the unbelievers. Đây là những cái mảnh để mình có thể là mở được cả cái flame pro, là nghĩa là cúng phun lửa. Cái nãy mình thấy có một cái mảnh nữa. Game này nó cho mình ít quá, nó game này nó cho mình ít chỗ chứa quá. Nhiều lên tí là được rồi. Rồi anh này nãy là nhớ là bay đầu rồi mà. Đi bay. Ê ê ê ê ê ê ê ê bu bu cái gì mà bu. Ê bấm mẹ. Còn con nhỏ nhỏ nữa. Mày. Mấy con nhỏ đúng là khó chịu lắm luôn á. Đặt quả bom lên đây, sau đó mình vô cái phòng kia để mình lấy thuốc. Nhanh vậy. Ok, mình có cái cửa hàng kia rồi. Ok, mình có súng phun lửa đây. Rồi đây Nick. Mình sẽ nâng cấp bộ giáp đi. Nâng cấp bộ giáp lên level 2. Hình như là nâng cấp bộ giáp thì mình có thể chứa được nhiều đồ hơn. Đúng rồi, nhìn vậy là biết chắc là mình có thể chứa được nhiều đồ hơn rồi. Sau đó là mình nghĩ là mình sẽ mua súng đi, mua cái khẩu light gun này xem. Khẩu này rẻ này nhưng mà không biết là măng sao. Mua luôn khẩu light gun đi. Rồi tiền để lại. Có gì mua súng tiếp. Red weapon icon. Meet your weapon has no ammo in its clip. Một. Cái gì vậy? À, khẩu súng này nằm ở ngay số 3. Lightgun. Thì ra là cái khẩu Lightgun này là bắn cái tầm nó sẽ xa hơn.
những cái điểm nó sẽ xa hơn. Nhưng mà vì hiện tại thì mình không có gì đâu. Cái này nó mở ra cho mình có tí à. This is Senior Medical Officer Nicole Brennan transmitting ship-wide. We need more help. We don't have the resources to deal with this many cases. Nobody would tell us what's happening. These wounds, we are not equipped to deal with this. Get up to the table. Hold him. Nurse, you hold him down. Every corner. That was Nicole, right? I can't tell from here when that log was made. I'm sure she's around here somewhere. Mấy con nhỏ. Ồ, hình như là mấy con nhỏ nó cũng có khả năng nó bắn điện từ xa. Mấy cái chớp chớp này. Cái chớp chớp đó là mình khó chịu quá. Rồi cái cửa. Đây. Ờ. Có vụ văng ra ngoài nữa. Oxygen. Cái đó là cái bình bơm oxy vậy. Đạn Ligon. Ready. Nói chung là cứ ôm nhiều ready vô cho nó chắc. Chắc hết rồi đó. Rồi trong này tối thế. Trong này tối là đảm bảo sẽ có nhiều quái. Biết mà. Còn đứng được đó chứ. Lì. Này thì lì lợm này. Bình máu. Nhặt luôn bình máu. Ê, làm gì mà chạy nhanh vậy? Ờ hình như nãy mình chưa bán. Đúng rồi, mình chưa bán cái kia để có thêm tiền. Tự nhiên bây giờ mình mới nhớ thôi, kệ xíu nữa ra bán thôi. Bây giờ là việc bây giờ là tập trung đi lấy thuốc cho thằng kia. Hello? Can anybody hear me? My name is Eileen Fisk. I just woke up in here and everybody was gone. I don't know what's happened. Why did they all leave? Ủa, tới đây tới hai đường. If you can hear this, please come for me. I can hear scratching in the wall. Hello? Who's there? Are you a doctor? Why is everyone... Wait, I know you. Your parents, you took them from the colony. You killed that nurse. Help! Somebody help me! Please! Oh. Ok, mình hiểu rồi. Mấy cái mà oxygen nó có thể là để cho những người nào mà chơi theo cái kiểu mà try hard á, thì trong đây là cái bộ giáp này nó còn có cái khoảng thời gian thở oxy trong cái phi thuyền này luôn nè, chứ không phải là ấy nữa. Ok, mình nghĩ là bây giờ là mình xài máu được rồi.
luôn luôn là phải để cho máu nó nhiều. Ở đây có gì không? Không. Lại thêm thông tin. Thông tin về căn bệnh nó mới đâu. Chief Science Officer Dr. Kine reporting. The colony's problems concern me greatly. I have no doubt they are somehow linked to the discovery of the marker. Hello, con trai. Almost 40% of the colonists are experiencing a form of dementia. The obvious symptoms are acute depression, insomnia, and hallucination. Incidents of violence and even murder also indicate extreme paranoia. Dr. Mercer has advised that I bring some of the affected on board for study. Dr. Wellen, the planetside psychiatrist, has reported that his own analysis has been fruitless. I'm hesitant to rely on Dr. Mercer at this point, but I need his expertise. We need solutions, and we need them quickly. Oh. Wow. Cái dạng biết bay à. Thế mình sẽ đổi súng mình chơi nó thôi. Oh, nó còn nâng cấp cho cái con kia nữa. Hình như là cái con biết bay là cái con mà truyền bệnh. Ồ, cái khẩu này gần mạnh quá. Nhưng mà cái con biết bay nó cũng khỏe quá. Khỏe này thì khỏe này, Reddit luôn. Tranh thủ lút sạch đồ đi. Đơn giản là tại vì mình mới bắt đầu game mà cho nên là mình rất là nghèo. Và đồ đạc thì nó cũng yếu, nó không có được nhiều. Lại cứ đang tập bay. Received and they look good. Thank God. I'll start accessing the captain's records right now. Head to the tram station and I'll contact you there. I'm going to find out what the hell happened to this ship. The máu luôn. Reddit luôn. Để coi trong hộp đồ của mình có gì. Đây cũng là chỉ làm những cái món đồ hơn bình thường. Ồ, hình như là bên kia là có một cái con gì đó đang đợi mình đó. Mình có tiếng kêu mà biết mà. Somehow one of them found a way down to the captain's nest. I managed to contain it in a damaged escape pod. Lifting executive lockdown now. I found the deck logs. Whatever is happening around cái here, hàng kia nó nói là nó tìm được mấy rồi. It spread to the colony and reached the ship. Isaac, this isn't an infection. It's some form of alien life. Phải làm sao để mình bán được, trời mình lượm được một cái món ấy mà sao mình không bán được. Get over to the engineering deck ASAP while I stay here and figure out what the problem is. Nó chỉ có drop à. Ở trong cửa hàng rồi đó mà không bán được là sao kỳ vậy. Step này là tủ thôi. Inventory nè đây.
sale bán cái này được 3.000 thôi hả? Bèo vậy. Mà không sao, mình vẫn có tiền mình mua mấy cái khẩu súng là được rồi. Mua luôn. Đó bây giờ là mình đầy đủ súng hết rồi đó. À, bắn lên trời là để hù dọa. Số 2 là súng phun lửa. Ok. Không cần xếp game rồi, chắc là khúc này là sắp xong rồi cho nên là xếp gì nữa. Ở đây không có cái buồng nâng cấp. Ok, không có cái buồng nâng cấp thì thôi. Và chắc là video này mình cũng dừng tại đây thôi nhé. Thì nếu mà bạn nào thấy hay nhớ để lại một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.